Kênh Bonsai thì Cần Thơ xin thân ái kính chào quý cô chú, các anh chị đang xem kênh. Hôm nay thì kênh trở lại với vườn mai ngọc đẹp, địa chỉ xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Xin kính mời quý vị cùng giao lưu với vườn mai ngọc đẹp. Chào đẹp. Dạ em chào anh, em kính chào cô chú anh chị em mình đang xem trên kênh Bonsai Cần Thơ nhé. Hôm nay quay tới lại kênh thì em lên giao lưu với cô chú anh chị em mình. Cái clip này của em gồm có 3 giống, một là cúc thọ hương chùm, hai là dảo, hai là đại lộc, ba là hoa hồng thanh tú nha cả nhà. Cái clip này em lên em giao lưu với cả nhà mình là 3 giống, một là cúc thọ hương chùm, hai là hoa hồng thanh tú, ba là đại lộc nha cả nhà ơi. Đại lộc cả nhà ơi. Thì cái lô này của em ghép á, là được 2 mùa rồi cả nhà ơi. Lô này em ghép toàn bộ là được 2 mùa hết rồi. Em ghép với cây gốc quấn rễ nhá, được 2 mùa hết toàn bộ. Cây em đang cầm trên tay em là cúc thọ hương chùm. Nếu cô chú anh chị em nào không biết mặt cúc thọ hương chùm thì liên hệ kết bạn Zalo với em qua số điện thoại là 0968282738 thì em sẽ gửi mặt bông cúc thọ hương chùm qua cho cô chú anh chị em mình xem ha. Rất là đẹp ạ. Thì cái thứ hai nữa là mặt hoa hồng thanh tú, nếu cô chú anh chị em mình không biết thì cứ em cũng gỡ mặt bông cho xem. Thứ ba là đại lộc cũng như thế nha cả nhà. Thì địa chỉ của vườn em thì em ở ấp Phú Hội, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre nha cả nhà. Thì hôm nay em lên em bán cái thứ nhất là ba loại giống này là em bán đồng với giá là 100 ngàn một cây. Đó, 5 cây em gỡ hàng, 10 cây em bao phí vận chuyển cho cả nhà mình luôn nha. 5 cây với giá là 100 ngàn một cây, gồm có 3 loại giống, một là hoa hồng thanh tú, hai là cúc thọ hương chùm, ba là đại lộc nha cả nhà. Đây em đang cầm là cây cúc thọ hương chùm. Cái gốc của nó thì khoảng bằng ngón tay tỏ của em. Chiều cao thì em lấy chiều cao khoảng là 25 đến 30, tán ngang thì cũng tầm 20 nha cả nhà. Tán ngang tầm 20, chiều cao thì em lấy 25 đến 30. Ghép toàn bộ với gốc quấn rễ hết. Cả nhà mình xem ha, cái gốc quấn rễ hết. Còn cái gốc thì khoảng bằng ngón tay tỏ của em. Cúc thọ hương chùm, đại lộc và hoa hồng thanh tú nha cả nhà. Cái này cô chú anh chị em mình coi nè, coi cây đại lộc nó chuẩn bị nó đi cơ ra nè, rất là đẹp nha cả nhà. Quanh gốc nè, toàn bộ em ghép với gốc quấn rễ hết 100% nha cả nhà. Em đi vô cho cả nhà mình xem ha. Đây, quấn rễ nè, rất là đẹp nha cả nhà. 100 ngàn một cây, 5 cây em gỡ hàng nha cả nhà mình ơi nè. 5 cây em gỡ hàng, 10 cây em bao phí vận chuyển cho cả nhà mình luôn ha. Gồm có 3 giống, một là hoa hồng thanh tú, hai là cúc thọ hương chùm, ba là đại lộc nha cả nhà. Quấn rễ hết 100%. Chiều cao thì em lấy tầm 25 đến 30, tán ngang thì em lấy 20. Đó. Còn cây hoa hồng thanh tú nè cả nhà. Hoa hồng thanh tú lá nó rất là đẹp thì cả nhà mình biết rồi đó, nếu hoa hồng thanh tú lên cái lá màu đỏ rất là đẹp nha cả nhà. Nhưng mà hoa hồng thanh tú này thì quấn rễ rất là đẹp ha. Bí nữa, bí nè. Rồi con ốc nè, lò xo nè nha cả nhà. Cả nhà mình xem ha, rất đẹp luôn nha. Cô chú anh chị em mình không biết mặt bông hoa hồng thanh tú hoặc mặt bông cúc chùm thì cứ các bạn qua Zalo với em. Cô chú anh chị em mình nếu có thời gian thì đến vườn em theo địa chỉ là ấp Phú Hội, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre nhé. Đây. Nè. Đó. Quá đẹp luôn nha cả nhà. Quá đẹp luôn nha cả nhà ơi. Toàn bộ là quấn rễ hết 100% nha. Toàn bộ là quấn rễ hết ha. Ba loại giống, một là hoa hồng thanh tú, hai là cúc thọ hương chùm, ba là đại lộc nha cả nhà ơi. Thì em bán đồng giá là 100 ngàn một cây, 5 cây em gỡ hàng, 10 cây em bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị em mình luôn nha. Cái lô này thì bảo đảm 100% là Tết năm nay có bông cho cả nhà mình chơi Tết luôn ha.
Rất là đẹp, rất là đẹp luôn nha. Cây đang phát triển rất là tốt luôn nha. Đấy, rất là đẹp nha cả nhà. Toàn bộ là có quấn rễ hết nhé, 100.000 một cây. Nó gồm có 3 giống, một là Đại Lộc, hai là Cúc Thọ Hương Châm, ba là Hoa Hồng Thanh Tú. Nếu cô chú anh chị em nào muốn lấy số lượng này về trồng đất thì liên hệ em qua số điện thoại là 0968 28 2738. Số này em cũng xài cho Zalo luôn. Thì nếu cô chú anh chị em mình có thời gian thì cũng rất mong cô chú anh chị em mình đến tận vườn em theo địa chỉ là ấp Phú Hội, xã Vĩnh Thành, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Thì cái này em sẽ để giá sỉ cho cô chú anh chị em mình nha, cô chú anh chị em mình. Còn nếu cô chú anh chị em mình mua số lượng lẻ thì 50.000 một cây. 100.000 một cây, em xin lỗi em nói lộn. 100.000 một cây, 5 cây em gỡ hàng, 10 cây em bao phí vận chuyển cho cô chú anh chị em mình luôn nha. Gồm 3 loại giống. Quá đẹp luôn nha cả nhà. Và đặc biệt nha, lô này Tết hôm nay mình sẽ có hoa để mình chơi Tết luôn. Tại vì nó toàn là hai mùa hết, 2 năm rồi nha cả nhà. 2 năm rồi. Đó. Nếu cô chú anh chị em nào thương tình thì ủng hộ em, cứ liên hệ em qua số điện thoại tên nha. Thì vườn của em thì cô chú anh chị em biết rồi đó, rất là đa dạng, từ cái cây nhỏ nè cho đến cái cây lớn. Nếu mà cây lớn thì từ 3-4 mùa đổ lên thì cây nào cũng như vậy, đều có quấn đế rất là đẹp. Em thì em chuyên bên cái những cái lô hàng đế rất là đẹp, nên cô chú anh chị em nào muốn sưu tầm những cây mà đế đẹp thì em cũng rất mong và có thiện ý mời cô chú anh chị em mình đến tận vườn em thì để mà xem một lần, coi cái vườn của em đó thì cách cũng như cách em trồng từ cây nhỏ này cho tới cây to nó như thế nào. Thì vườn em á thì thật sự dù khi em quay không hết nhưng em trồng đất với số lượng cây lớn mà rễ đẹp rất là nhiều nha cô chú anh chị em mình. Em thì thật lòng và thiện chí mời tất cả cô chị em, cô chú anh chị em nào có đam mê cây cảnh thì đến tận vườn em nha. Em xin chào cô chú anh chị em mình và hẹn cô chú anh chị em mình cái clip tiếp theo của vườn em nữa ạ.